The Wine Show, một series mới của kho rượu. Chúng tôi sẽ lựa chọn những vùng đất được coi là thánh địa của rượu vang, nhâm nhi những tuyệt tác tới từ vùng nho đó và cho bạn những lời khuyên hay ho về cách sử dụng. Và vùng đất tiếp theo mà chúng ta đặt chân tới trong những quốc gia làm vang New World, đó là vùng Barossa của Úc. Trên Tây Phương đang là chai vang Felix, tới từ vùng Barossa của Úc. Và Úc thì được mệnh danh là lục địa có diện tích nhỏ nhất thế giới. Và chai vang này thì được ngâm ủ từ giống nho Sacrantino, là một giống nho mà có nguồn gốc từ Trung Ý. Và vào năm 1998 thì nó đã được du nhập về Úc. Barossa là một vùng thung lũng của nước Úc. Và cái vùng này thì có cái đặc điểm thổ nhưỡng nó khá là hay và thú vị. Đó là một vùng đất pha với cát mọi người ạ. Và cái vùng này thì có cái đặc điểm khí hậu đấy là nó khá là nắng và nóng. Thế nên là những cái loại nho mà được trồng từ cái vùng này nó sẽ cho mình cái hương vị đậm. Thứ nhất là đậm màu, thứ hai nữa là đậm vị. Và cái lượng đường ở những cái giống nho được trồng vùng này nó khá là cao. Và cái giống nho Sangratino này thì trở thành cái giống nho tiêu biểu của cái vùng Barossa, thung lũng Barossa của Úc. Chai vang được ngâm ủ từ giống nho Sacrantino với nồng độ cồn là 14% và niên vụ nho là 2010. Phương sẽ có một số cái lưu ý cho các bạn là với những cái chai vang mà có niên vụ lâu đời như vậy thì các bạn sẽ cần phải, thứ nhất đấy là trong cái khâu khui, các bạn nên sử dụng cái nhíp để chúng ta lấy cái nút bần ra khỏi chai để cái nút bần nó không bị vỡ hoặc là nó không bị rơi những cái vụn của cái vụn gỗ sồi xuống cái phần rượu ở trong chai. Thứ hai nữa là gì ạ? Trước khi chúng ta thưởng thức thì với những cái chai vang mà nó được ngâm ủ cũng như được lên men lão hóa trong chai lâu như vậy thì chúng ta nên để có cái thời gian để cho rượu thở tầm khoảng 30 đến 45 phút trước khi sử dụng nhá. Và vẫn gì ạ, có một cái điều lưu ý cho các bạn đấy là nên để thở thật là lâu ở bình decanter, hoặc là chúng ta nên để ướp lạnh sâu tầm khoảng 20 cho đến tầm 30 phút trước khi chúng ta sử dụng. Với một cái chai vang mà niên vụ nho 2010 được ngâm ủ từ cái giống nho đặc trưng của vùng Trung Ý qua Úc như thế này thì Phương có thể là gì ạ, giới thiệu đến các bạn thấy đầu tiên là về cái màu sắc của nó, đúng không ạ? Cái giống nho Sacrantino này cho chúng ta một cái màu sắc rất là đậm, đúng không ạ? Khi mà các bạn nhìn thấy Phương đang lắc ở trong mình decanter đấy ạ, một cái màu sắc cực kỳ đậm, nó nổi bật lên cái màu đậm đỏ lựu, rất là đẹp mắt và sang trọng. Thứ hai nữa là gì ạ? Khi mà Phương lắc lên thì Phương có thể cảm nhận được là gì ạ? Cái tầng cấu trúc của nó là cực kỳ chắc chắn và mạnh mẽ. Đồng thời thêm nữa là Phương có thể cảm nhận được cái lượng đường ở trong cái giống nho này cực kỳ là nhiều mọi người ơi. Khi mà mọi người nhìn thấy đây lên đây, Phương lắc ở trong bình decanter thôi thì Phương có thể nhìn thấy được những cái chân nước mắt nó chảy rất là tốt, rất là chậm, thì cũng có thể cho thấy được rằng đây là một cái ly vang cho chúng ta cái hương thơm cũng như là cái hương vị của nó sẽ có cái phần về hậu vị nó sẽ ngọt nhẹ một chút, đồng thời nữa là nó sẽ bung tỏa những cái loại quả hương chín, những cái loại quả đen chín đã chuyển sang cái dạng mứt rồi nhé mọi người, chuyển sang cái dạng mứt rồi đấy ạ. Và bây giờ thì Phương sẽ thưởng thức nó và sẽ cho các bạn cảm nhận sâu hơn nhé. Cái ly vang này cho Phương một cái cảm nhận thật sự là thoải mái và dễ chịu. Phải công nhận là cái giống nho này nó thiên ngọt và nó rất là nhiều đường. Thế nên là khi mà Phương cảm nhận, khi mà Phương uống á, Phương sẽ cảm nhận được cái vị ngọt nó khá là rõ. Mặc dù là một chai vang chát nha, đồng thời nữa là gì ạ? Cái cảm giác của nó đưa lại rất là mượt mà, rất là đậm đà, rất là êm dịu. Nó không hề bị gắt, không hề bị quá nồng. Và với một cái ly vang như thế này thì Phương sẽ có một số những cái gợi ý cho các bạn khi kết hợp các món ăn. Đó là các bạn có thể kết hợp với cả thịt bê, bê hấp, bê thui, hoặc là các bạn có thể ăn kèm với cả các món BBQ cũng rất hợp lý. Và một cái sự lựa chọn nó rất là hay khi mà Phương hướng dẫn các bạn là các bạn có thể hoàn toàn kết hợp với cả thịt trâu gác bếp hoặc là thịt bò gác bếp nhé. Với một chai vang mà giá thành dưới 1 triệu thì Phương nghĩ là đây là một cái sự lựa chọn mà các bạn có thể là dùng trong những cái bữa tiệc cao cấp sang trọng một chút này, hoặc là đây cũng thể là một trong những sự lựa chọn mà các bạn có thể dùng để làm quà tặng biếu cho người thân, gia đình, bạn bè hoặc là những cái đối tác cao cấp khách hàng của mình. Để sở hữu em vang Úc Felix này thì mọi người có thể liên hệ từ số hotline 0969847685 hoặc qua trực tiếp cửa hàng tại số 54 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Kho rượu, nơi không có gì ngoài rượu ngon.